Điểm tin tối ngày 23 tháng 10 năm 2023. Công an đã làm việc với cặp nghệ sĩ chồng đầu trên xe máy. Ngày 23 tháng 10, liên quan vụ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu khi đi xe máy, một nguồn tin cho biết Công an thành phố Thủ Đức đã mời nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lên cơ quan để làm việc. Theo điều tra ban đầu, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra khoảng 2 tháng trước, địa điểm hai nghệ sĩ biểu diễn là tuyến đường gần một chung cư ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Công an thành phố Thủ Đức nhận định vụ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lái xe máy chồng đầu có bản chất khác với vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô. Bởi khu dân cư hay diễn viên xiếc biểu diễn trên xe máy chưa đưa vào sử dụng, tuyến đường đó chưa kết nối giao thông. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp biểu diễn là có những hợp đồng quảng cáo cho một hãng xe máy có xin phép người quản lý vào khu vực đó biểu diễn và quay phim. Khi thực hiện, hai nghệ sĩ này có hỗ trợ của xe cứu thương, xe cần cẩu gắn dây bảo hiểm, đồ bảo hộ. Khi lên sóng, qua kỹ xảo đã xóa những hình ảnh dây bảo hiểm và những chi tiết hậu trường. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ xác minh. Nhóm thanh niên chở bà bốc đầu xe máy ở Bình Dương. Ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh vụ việc một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở bà bốc đầu biểu diễn trên đường. Nhóm này đã thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, rồi quay lại video đăng lên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân có tên Cường Hạo Thiên với trên 50.000 người theo dõi đã đăng nhiều hình ảnh video điều khiển xe máy cởi trần không đội mũ bảo hiểm chở bà bốc đầu trên đường với tiêu đề Tuyệt kỹ bốc đầu thiếu lâm tự thuộc bốc đầu kỳ môn độn giáp. Mỗi hình ảnh video đăng tải trên trang Facebook cá nhân của người này có hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Theo hình ảnh từ các video được đăng tải thì chiếc xe máy dùng để biểu diễn có biển số ở Bình Dương, còn địa điểm biểu diễn có thể là ở Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thủ Đức cho biết sẽ xác minh xem địa điểm thực hiện các video này ở đâu rồi sẽ có phương án xử lý nếu vi phạm. Sau tiếng súng nổ ở thành phố Thủ Đức, nhiều người bị chém trọng thương. Trưa 23 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 10 đối tượng để làm rõ về hành vi nổ súng cùng dùng hung khí tấn công trọng thương 3 người ở phường Bình Chiểu. Trước đó khoảng 22 giờ khuya 21 tháng 10, thanh niên T và N cùng khoảng 10 người ngồi nhậu trước dãy trọ trong hẻm 1127 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu. Lúc này, ông TTP, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức đi xe máy ngang qua và nói nhóm chặn hết đường rồi chửi thề. 10 phút sau, ông P chạy xe máy quay lại, thì có người trong nhóm hỏi ông P lúc nãy chửi thề gì. Ông P dừng xe lại nói chuyện, thì hai bên có lời qua tiếng lại, rồi ông P bị đánh vào mặt vài cái. Hơn 1 giờ sau, ông P quay lại, nói tới giảng hòa. Tuy nhiên, bất ngờ khoảng 10 thanh niên từ hai hướng hẻm chạy xe máy đến, nổ hai phát súng hô to. Lúc nãy tụi mày đánh anh tao phải không? Sau đó là màn chém tới tấp những người trong quán nhậu. TN cùng một người trong nhóm bị chém trọng thương được cấp cứu tại bệnh viện, còn nhóm ông P thì rời đi. Bước đầu, xác định loại súng sử dụng là công cụ hỗ trợ đạn cao su. Bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy ở Krông Klang. Trưa 23 tháng 10, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án QT623 vào lúc 6 giờ 50 cùng ngày tại km 40+400 quốc lộ 9 thuộc khóm 2 thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Tổ công tác gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đắk Rông phát hiện bắt quả tang Hồ A Kinh, sinh năm 1996, trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp, một xe mô tô hiệu Suzuki, số gắn biển kiểm soát 74H1-15662. Hiện vụ việc đang được Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xe máy bốc cháy khi đang chạy trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang lái xe chạy trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế bất ngờ phát hiện xe máy bốc cháy. Người dân gần đó dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa kịp thời. Theo đó, 8 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, nam thanh niên khoảng 25 tuổi lái xe máy hiệu Honda trên đường Lê Văn Sĩ, hướng Trần Quốc Diệu đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua khỏi cầu Lê Văn Sĩ, phường 9, quận 3, nam thanh niên phát hiện phương tiện bốc cháy liền tấp vào lề đường hô hoáng. Lúc này, một số hộ dân tại khu vực đã dùng bình chữa cháy mini tiếp cận khống chế hỏa hoạn, vụ cháy khiến xe máy bị hư hỏng. Ảnh hưởng của vụ việc khiến các phương tiện di chuyển qua giao lộ Lê Văn Sĩ - Hoàng Sa bị ùn tắc cục bộ.